bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực thi công và thiết kế nhà biệt thự dân dụng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang giám sát và khảo sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Thành, có địa chỉ tại Ba Đồn, Quảng Bình. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D căn nhà của anh Thành. Căn nhà của anh là căn biệt thự 2 tầng có phong cách hiện đại. Tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với hệ mái Nhật, giúp cho công trình của anh thêm thanh tao, trang nhã, lịch sự, gần gũi, trẻ trung và tươi sáng hơn. Sự kết hợp tinh tế hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà, hệ thống hàng rào cũng như là cổng chính đã tạo nên cho công trình của anh sự bề thế cũng như là bắt mắt. Cổng chính chúng tôi sử dụng cổng sắt phun tĩnh điện, hai bên cổng chính là cột vuông to, khỏe khoắn, ốp gạch tối màu, giúp tạo điểm nhấn cho toàn bộ cổng chính. Hệ thống hàng rào chúng tôi xen ở giữa là hệ song sắt, tạo tính thẩm mỹ cũng như là đảm bảo độ an toàn, an ninh cho tổng thể toàn bộ công trình của anh. Di chuyển từ sân vào tiền sảnh, căn nhà của anh Thành được chúng tôi thiết kế gồm có 5 bậc cấp, sử dụng đá granite, giúp sạch sẽ, thông thoáng, dễ vệ sinh và không bị bám bụi. Hai cột sảnh chính là cột vuông to sơn màu trắng cùng với màu của tổng thể căn nhà. Dưới chân cột chúng tôi ốp gạch tối màu giúp sạch sẽ cũng là tô điểm nhấn cho toàn bộ sảnh chính. Cửa chính chúng tôi thiết kế là cửa gỗ khung pano kính, giúp bền màu theo thời gian, giá thành lại hợp lý và chịu thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam. Nhìn lên tầng 2 thì chúng ta thấy căn nhà của anh cũng rất là bắt mắt khi chúng tôi thiết kế thêm hệ lam kèm theo kính cường lực, đảm bảo được che nắng che mưa cũng như là đảm bảo vững chãi cho tổng thể toàn bộ công trình. Nhìn từ góc độ bên trái sang, căn nhà của anh Thành được chúng tôi thiết kế thêm một sảnh phụ để giúp gia đình anh có thể thuận tiện trong di chuyển cũng như là nhu cầu sinh hoạt. Nhìn từ bên phải sang, căn nhà của anh nhìn rất là xanh và trong trẻo. Khi chúng tôi thiết kế thêm các bồn hoa cũng là chậu cảnh để gia đình anh có thể trồng cây hoa nhỏ cũng như những cây cảnh yêu thích, tạo không gian sống xanh, trong lành và mát mẻ hơn. Một góc nhìn từ bên ngoài hàng rào vào bên trong tổng thể ngôi nhà nhìn rất là bắt mắt và rất là trong lành, đúng không ạ? Khi chúng tôi thiết kế hệ thống cây xanh xung quanh ngôi nhà. Nhìn từ trên cao xuống, căn nhà của anh Thành tọa lạc trên diện tích đất rất là rộng lớn, khuôn viên sân vườn rộng rãi dùng để làm bãi đỗ xe ô tô, cũng là có không gian cho các thành viên trong gia đình có thể sinh hoạt cũng như là có thời gian gần gũi bên nhau hơn, tạo không khí gia đình luôn được đầm ấm và hạnh phúc. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng là website của Nhà Đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của Nhà Đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4, nhà biệt thự để các bạn có sự lựa chọn cho phù hợp với ngôi nhà của mình, phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thực tế, quá trình thi công cũng như thiết kế một công trình mà chúng tôi đã đảm nhận. Các bạn có thể ấn đăng ký kênh cũng là theo dõi và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ số phát sóng nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc trên một website có tên miền là nhà đẹp tân á.vn. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và vào tới tận miền Nam. Có rất nhiều mẫu nhà đẹp để các bạn có thể lựa chọn cho mình được mẫu nhà thật là ưng ý trong tương lai các bạn nhé. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Thành đã được Nhà Đẹp Tân Á chúng tôi thiết kế. Căn nhà của anh Thành tọa lạc trên diện tích đất là 9 x 12m2, rất là rộng lớn. Cửa chính chúng tôi thiết kế là hướng đông, hướng phục vị, hướng rất là hợp với phong thủy của gia đình anh Thành. Từ sảnh chính bước vào, chúng tôi thiết kế một phòng khách có diện tích là 36,57m2. Ở đây chúng tôi bố trí một bộ bàn ghế sofa cũng là có không gian sinh hoạt chung cho tất cả các thành viên trong gia đình, cũng như là đảm bảo tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Di chuyển từ phòng khách vào là phòng bếp cộng ăn với diện tích 27,60m2. Chúng tôi cũng không quên thiết kế một sảnh phụ ở đây giúp thông thoáng cho không gian phòng bếp cộng ăn cũng như là giúp tránh được mùi thức ăn. Từ đây thì chúng tôi thiết kế một phòng ngủ có diện tích là 14,13m2. Bếp chúng tôi thiết kế là bếp hướng nam, hướng sinh khí, một hướng rất tốt với gia đình của anh Thành. Chúng tôi thiết kế một khu vệ sinh chung có diện tích là 5,02m2. Tiếp đến lên đến tầng 2, mặt bằng kiến trúc đã được Nhà Đẹp Tân Á chúng tôi thiết kế như sau. Không gian phòng thờ có diện tích là 10,20m2. Gian thờ hướng đông, hướng phục vị, một hướng rất tốt với phong thủy của gia đình anh Thành. Trên tầng 2 thì chúng tôi thiết kế có 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 14,13m2, 14,13m2 và 11,95m2. Chúng tôi cũng thiết kế một nhà vệ sinh chung ở giữa nhà có diện tích là 4,63m2 để các thành viên trong gia đình có thể thuận lợi trong nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thiết kế các ban công rất là rộng lớn để gia đình có thể hóng gió, hóng mát và thư giãn. Và
ban công rất là phù hợp. Ngoài ra thì chúng tôi thiết kế thêm hệ thống cửa sổ giúp cho không gian ngôi nhà của anh luôn được thông thoáng cũng như là tạo không gian sống hài hòa hơn với thiên nhiên. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho anh Thanh có địa chỉ tại Ba Đồn, Quảng Bình. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy nhấc máy lên và gọi vào số hotline cho chúng tôi 0944 784 333 để được tư vấn hỗ trợ. Còn video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.